Hi, chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Ân Phong 365. Hôm nay Ân qua bên chi nhánh quận 8 và sẽ quay cho các bạn xem xe Ford Ranger Raptor và Ranger Wildtrak của bên Ân nhé. Cùng theo Ân. Ok, đây là chiếc Ford Ranger Raptor 2020 màu đỏ ha. Và đây là cái màu đỏ mà tuyệt chủng ở đây. Thì nếu các bạn muốn mua màu đỏ này á, thì giờ chúng ta chỉ còn xe qua sử dụng thôi ha. Đó. Siêu bán tải hiệu năng cao. Chiếc màu xanh bên kia bán rồi. Chiếc màu đỏ này là vẫn còn. Phụ kiện thì sơ bộ thấy lên ít ha. Thì đối với khách mua xe á, thì thật ra là anh thấy là lên ít phụ kiện á, thì chúng ta sẽ thích hơn. Tại vì mua xe về chúng ta sẽ phối theo cái xe mà chúng ta mong muốn ha. Đó, và đỡ bị lệch giá ở cái phần phụ kiện. Chiếc màu đen này cũng bán rồi. Thì đây là cái xe biển H này. Biển H này là những cái đời đầu mới có biển H này. Tại vì hiện tại bây giờ là H xong qua K, xong qua chỗ L luôn rồi. Lúc trước là biển A ha. Raptor đỏ. Ok. Không có phụ kiện gì. Cho các bạn xem mà dưới phần. Đây. Kẹn sau còn rất là mới, rất đẹp ha. Đây kẹn sau này. Thông thường mấy con Raptor này chúng ta hay bị kẹn lắm, hay bị kẹn lắm. Tại vì khách chạy hay chạy gọi là hổ báo, dễ bị kẹn lắm. Camera gear này, lốp dự phòng này, vẫn còn ha, ngon. Gầm đẹp, để cho các bạn xem gầm đẹp này. Đó, gầm đẹp ha. Raptor này gầm rất đẹp. Đó. Tại vì nếu mà khi chúng ta chọn phủ gầm á, thì cái chất xe nó giữ được rất là lâu. Phim 3M. Cửa vẫn là rất là ok ha. Nội thất. Đây, chỉ xanh, đặc trưng. Sàn thì chỉ có lót sàn simili thôi. Và nếu các bạn hay theo dõi kênh của anh thì anh không thích cái sàn simili này. Không có bộ trượt ghế. Đây, quá đẹp. Nội thất của Ranger Raptor Performance C, đội ngũ của bên Úc thiết kế. Và nếu các bạn biết thì ban đầu chiếc này được thiết kế là cho thị trường châu Á. Sau đó thị trường châu Âu là thích chiếc này luôn và mong muốn được có chiếc này lăn bánh luôn. Camera hành trình thì nãy á, nó đi chung với cái camera gear lúc nãy á. Ghế này, Raptor rất là đẹp và biển không niên hạn, không có độ gì. Chiếc này anh thấy trơn, xe trơn ha. Các bạn muốn mua một chiếc xe trơn không có độ chế mà phải sợ cái việc mà đã từng tháo ra rồi á, thì chiếc này ok. Đây này, bị quẹt này, làm lại vài trăm ngàn. Lốp này. Đó, lốp này chắc chắn rồi, đã thay rồi chứ không phải lốp zin. Kẻ kẹn trước này, kẻ kẹn trước này ha. Cho các bạn coi gầm. Rất là đẹp, cây phủ còn rất là đẹp. 2020, đèn trước là đèn LED, đã chuyển thành full LED, tăng độ sáng. Quá đẹp cho một chiếc Ford Ranger Raptor. Ok, mình là Anh Phong 365 tại hệ thống Sài Gòn Ford. Cần thêm thông tin về xe Ford, toàn bộ chương trình khuyến mãi thì alo mình. Cảm ơn các bạn, chào các bạn nhé. Chào các bạn quay lại với kênh YouTube của Anh Phong 365. Hôm nay anh sẽ giới thiệu tới các bạn là chiếc Ford Ranger Raptor 2023 với động cơ EcoBoost 3.0 V6 tăng áp.